chào các bác nha. Em lại có một con máy Nantiona rất là đẹp. Một con máy mới chỉ có lau chùi qua bên vỏ bên ngoài thôi. Một vài chỗ móc nhỏ nắn lại. Một con SS5. Phải nói là cực đẹp luôn. Đấy. Con này thì khi mở ra vẫn còn hai cái ống zin các bác nhé. Hai ống zin theo của máy luôn này, từ nhà sản xuất này. Ống zin này thì nó rất là hiếm, thường thì không có đâu ạ. Đấy. Hai con máy, một con máy mặt kính rất là đẹp nhé. Đây. SS5 để được đẹp như này thật sự các bác là rất là khó. Đây này, nó sản xuất từ những năm 2004 này. Đấy. Toàn bộ thân vỏ bằng inox hết. Một con xuất sắc luôn. Đấy. Gần như con này mở ra nội thất bên trong các bạn. Gần như là chưa dùng nhé. Như mới luôn. Đây. Dòng chỉ này các bạn này. Một vài cái chi tiết này đây nó là để lâu nó bẩn thôi. Các cái dây may so thì con này chưa vệ sinh gì ruột luôn. Bình thường các máy rửa bát về vệ sinh ruột rất là vất vả các bạn. Đấy, đây, các bạn nhìn này. Dòng chỉ này. Đây. Bên trong gần như là không có tí bẩn nào luôn. Vì máy chắc là rất ít dùng. Bên Nhật chắc mua về cũng không dùng mấy. Các cái phần tay cửa của bọn này thường rất hay bị mục. Nhưng mà con này thì vẫn còn như mới này. Con này. Đây. Cực đẹp. Một con xuất sắc rất là hiếm. Con này giá của nó... nó thuộc vào dạng hai tay full. Chờ tí. Nó hai tay full nhé. Ông nhận của tôi này. Nó hai tay full. Cho nên cái khoảng cách từ tầng 1 đến tầng 2 các bạn này, con này nó khá là xa. Khá là xa. Đấy. Để được những cái bát to. Có cả thêm một cái giá phụ này, cái này không thích có thể bỏ ra được. Đấy. Khoảng bên này thì để đũa này, cái này có cái giá này có thể mở lên mở xuống như này. Cái lên này. Đấy, hạ xuống. Một con máy nói răng chỉ như mới nhé. Rất là đẹp. Ống zin đi kèm này. Các cái răng chỉ mọi thứ. Nó xuất sắc luôn. Đấy. Con này rất đẹp nhưng em. Cái giá của nó thì em vẫn bán như các con bình thường thôi nhé. Giá 3,2 triệu. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé. Đấy. Con này có cả đếm ngược giờ này. Đếm ngược thời gian rửa. Đấy. Một con máy xuất sắc. Toàn bộ thân vỏ inox hết. Đẹp. Những cái đời này bây giờ được con máy đẹp như này khí hiếu lắm ạ. Những cái máy đẹp này thì các bác chốt thì các bác nào mà có ý định mua thì các bác chốt là chốt nhanh. Chứ còn mà cứ dần dưới những máy đẹp này thường thì em đăng lên thì bán rất là nhanh. Giá 3,2 triệu các bác nhé, chưa phí vận chuyển, chưa đổ nguồn. Chào các bác.